thánh thần.
Triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2024 xin phép được bắt đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể khách quý. Nhằm thiết thực thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của năm 2023 và chào mừng năm mới 2024, được sự đồng ý nhất trí của Thường trực Huyện ủy, hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh long trọng tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023. Về dự với chương trình lễ khai mạc triển lãm ngày hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo và các quý vị đại biểu. Đại biểu Trung ương Hội Sinh cảnh Hội Sinh vật cảnh Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Gia Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội. Đại biểu Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội. Đại biểu Hội Cây cảnh nghệ thuật thành phố Hà Nội xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật thành phố Hà Nội. Đại biểu huyện Đông Anh xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội Ủy ban Nhân dân huyện. Trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trân trọng giới thiệu các đồng chí là đại diện lãnh đạo các ban đảng, hội, đoàn thể, các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện. Đại biểu Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh. Đại biểu các xã thị trấn trân trọng giới thiệu của các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Trân trọng giới thiệu về dự lễ khai mạc của các nghệ nhân, doanh nhân, các chủ vườn và những người yêu thích cây cảnh nghệ thuật trên địa bàn. Về dự và đưa tin lễ khai mạc có các đồng chí là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương của thành phố và huyện. Thay mặt ban tổ chức chương trình, xin được gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã về dự lễ khai mạc ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023 là một trong các chùm hoạt động đón chào năm mới năm 2024, đón chào huyện Đông Anh trở thành quận. Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu của cả nước và huyện Đông Anh, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp trong phong trào trồng, chăm sóc, chế tác, sưu tầm và kinh doanh cây cảnh nghệ thuật, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng thủ đô và huyện Đông Anh xanh, sạch, đẹp, góp phần đưa cây cảnh nghệ thuật thành một ngành kinh tế xanh cùng các ngành kinh tế mũi nhọn khác của huyện, thực sự trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân vùng đất cố đô lịch sử, địa linh nhân kiệt. Mở đầu chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật Đông Anh lên phát biểu khai mạc triển lãm. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Nguyễn Gia Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Kính thưa ông Đỗ Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội. Ông Chu Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật thành phố Hà Nội. Ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Kính thưa ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể anh em hội viên. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh xin gửi lời kính chúc các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện Đông Anh, các nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn, những người yêu thích cây cảnh nghệ thuật và nhân dân du khách thập phương lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho cuộc triển lãm của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023 quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và nổi tiếng trên cả nước. Ngày nay cây cảnh nghệ thuật đã phổ biến đến nhiều tầng lớp trong xã hội, tạo giá trị kinh tế cao. Hơn nữa, đây sẽ là cơ hội để hợp tác quảng bá hình ảnh
nghệ nhân, doanh nhân trên cả nước. Đồng thời, Đông Anh sẽ là địa bàn có các khu đô thị hiện đại, văn minh, có thành phố thông minh lớn nhất cả nước. Thì cây cảnh nghệ thuật lại là một phần không thể thiếu của các đô thị đó. Để có điều kiện giới thiệu quảng bá những sản phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu có giá trị thẩm mỹ và kinh tế cao của nghệ nhân, nhà vườn huyện Đông Anh và các tỉnh thành trong cả nước đến với nhân dân thủ đô và quý khách thập phương, với mục đích tạo sân chơi, cơ hội giúp mọi người thêm hiểu biết về lĩnh vực cây cảnh nghệ thuật, tăng cường mối quan hệ gặp gỡ, giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực cây cảnh nghệ thuật giữa những nghệ nhân và những người yêu thích cây cảnh với nhau, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mở cửa hội nhập hiện nay. Kính thưa các đồng chí, nhân dịp chào mừng năm mới 2024 được sự chỉ đạo và hỗ trợ tận tình của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các phòng ban ngành của huyện, hôm nay ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và hội cây cảnh nghệ thuật Đông Anh long trọng tổ chức lễ khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023 từ ngày 27 tháng 12 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2024. Chúng tôi tin tưởng rằng với những thành công được kế thừa từ những năm trước, phong trào hoạt động của hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh sẽ ngày càng lớn mạnh, là điểm đến hấp dẫn thú vị cho những người yêu cây cảnh trong và ngoài nước. Thay mặt hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo trung ương hội sinh vật cảnh, lãnh đạo hội các tỉnh thành trong cả nước, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, các phòng ban ngành huyện, trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Đông Anh, các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nghệ nhân, doanh nhân, nhà vườn, bạn bè gần xa cùng những người yêu thích cây cảnh nghệ thuật, những người bạn thân thiết, đối tác tin cậy của hội cây cảnh Đông Anh đã không quản ngại khó khăn đường xá xa xôi, đặc biệt trong những ngày cuối năm bận rộn hối hả, đã mang những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc tham gia trưng bày triển lãm. Đồng thời, quý khách đã bớt chút thời gian tham dự sự kiện khai mạc hết sức ý nghĩa này. Xin được cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã đồng hành và ủng hộ nhiệt tình cho cuộc triển lãm này. Với ý nghĩa và tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể anh em hội viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho triển lãm của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, rất vinh dự cho triển lãm lần này được chào đón đồng chí Nguyễn Gia Thọ, đại diện cho lãnh đạo Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam về dự và động viên phong trào. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Gia Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội lên phát biểu chúc mừng buổi lễ khai mạc. Trân trọng kính mời đồng chí. Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Đông Anh, kính thưa ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, kính thưa ông Hoàng Hải Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc huyện Đông Anh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo hội cây cảnh nghệ thuật Đông Anh và kính thưa các quý vị khách quý, các vị đại biểu đã, các ông bà có mặt tại buổi triển lãm khai mạc buổi triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh lần thứ tư. Hôm nay tôi xin được thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh cảnh Việt Nam đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh lần thứ tư. Trước hết xin gửi lời tới các quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc cho triển lãm thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, qua nhiều năm theo dõi, giúp đỡ xây dựng và động viên phong trào sinh vật cảnh của thủ đô Hà Nội nói chung và của huyện Đông Anh nói riêng, Trung ương Hội Sinh cảnh Việt Nam đánh giá rất cao về quy mô, chất lượng, kết quả hoạt động của Hội Cây cảnh Nghệ thuật Đông Anh cũng như đóng góp to lớn của các nghệ nhân, các nhà vườn, các hội viên của câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Đông Anh đối với phong trào sinh vật cảnh của thủ đô Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung.
trên thực tế đó cho thấy trong nhiều năm qua, đặc biệt kể từ năm 2014 khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định thành lập Hội Cây Cảnh Nghệ thuật Đông Anh, tổ chức hội đã có những phát triển lớn mạnh không ngừng, mang tính đột phá về tư duy, mang lại các cái hiệu quả kinh tế, mang lại các giá trị văn hóa tinh thần rất là cao, đồng thời đã cải thiện được cái môi trường sống, đưa cây cảnh phát triển thành một ngành nghề kinh tế xanh có giá trị kinh tế. Các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật được anh em hội viên Hội Cây Cảnh Nghệ thuật Thăng Long sưu tập chế tác trên địa bàn Đông Anh được giới chơi cây cả nước đánh giá rất cao về tính nghệ thuật, sự quý hiếm. Và thực tế đã chứng minh rằng các cái cuộc giao dịch với anh em Hội Cây Cảnh Nghệ thuật Đông Anh trên thị trường cả nước thì rất có uy tín và rất có hiệu quả. Nhiều tác phẩm đã giao dịch có giá hàng trăm, hàng tỷ. Đặc biệt có những tác phẩm của các nghệ nhân nhà vườn, các nhà sưu tập Đông Anh có giá trị hàng chục tỷ đồng. Kính thưa quý vị, trong quá trình hình thành và phát triển, Hội Cây Cảnh Nghệ thuật Đông Anh đã xây dựng được cái hệ thống nhà vườn và đã xây dựng được cái hệ thống các người làm vườn, các nghệ nhân kế tiếp và xây dựng được rất nhiều kế tục các cái tác phẩm, các cây cảnh nghệ thuật có giá trị kinh tế cao và ổn định hiệu quả, tiêu biểu như các cái bộ sưu tập quý trong bộ sưu tập của anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Hội Cây Cảnh Nghệ thuật Đông Anh, các bộ sưu tập của anh Nguyễn Quốc Anh ở Hải Bối, ở nhà vườn Việt Cường Cổ Loa, cũng như là các nhà vườn của anh Tư, anh Hưng, nhà vườn anh Lâm, anh Hưng ở Bắc Hồng, anh Thuận, anh Tỉnh ở thị trấn Đông Anh và rất nhiều các nhà vườn, các nghệ nhân trên địa bàn Đông Anh khác. Sự phong phú đa dạng về chủng loại, dồi dào về nguồn lực trong phong trào sưu tầm chế tác kinh doanh cây cảnh đã tạo nên một bức tranh sinh động và ấn tượng về Hội Cây Cảnh Nghệ thuật Đông Anh. Trong đó với các kỳ triển lãm, đặc biệt là triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ 3 năm 2022 tại Đông Anh với quy mô rất nhiều tác phẩm đặc sắc trên mọi miền Tổ quốc. Tặng ban tổ chức và ban lãnh đạo của Hội Cây Cảnh xin mời đại diện của cây cảnh luôn xin nhận lãng hoa chúc mừng của Trung ương Hội Cây Cảnh Việt Nam. Chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, thay mặt lãnh đạo huyện Đông Anh lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Gia Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội. Kính thưa đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện. Kính thưa các ông bà là chủ nhà vườn, doanh nhân, nghệ nhân các tỉnh, thành phố và các quý vị đại biểu tham dự lễ khai mạc. Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân cùng hân hoan tổ chức các hoạt động chào đón năm mới năm 2024, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh và Hội Cây Cảnh Nghệ thuật huyện Đông Anh long trọng tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023. Tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các quý khách,
và toàn thể nhân dân về dự triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023 lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các quý vị đại biểu, Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh được thành lập từ năm 2014. Ban đầu chỉ có 40 hội viên, hoạt động nhỏ lẻ, xuất phát điểm chỉ coi nghệ thuật cây cảnh để chơi cho thỏa đam mê. Đến nay, thú chơi cây cảnh nghệ thuật đã phát triển thành phong trào rộng khắp. Và hiện nay, Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh có quy mô với trên 100 hội viên tham gia ở nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi. Hội đã có tổ chức chặt chẽ và có vị trí nhất định, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho các hội viên và nhân dân và đóng góp vào sự phát triển chung của huyện trong những năm qua. Thay mặt lãnh đạo huyện, xin được ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, những thành quả và những đóng góp của Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh vào sự phát triển chung của huyện. Kính thưa các quý toàn thể nhân dân cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến giờ phút vô cùng ý nghĩa và quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay, đó là nghi thức cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm. Xin trân trọng kính mời các đồng chí vào vị trí. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí có tên sau lên thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Gia Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Gia Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội. Trân trọng kính mời các đồng chí lên vị trí danh dự ạ. Trân trọng kính mời đồng chí Chu Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật thành phố Hà Nội. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thiềm, Huyện ủy viên, Tránh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế huyện. 1, 2, 3, chương trình cắt băng khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023 xin phép được bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đã về dự lễ khai mạc. Lễ khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ tư năm 2023 xin được kết thúc tại đây. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân cùng tới khu triển lãm để tham quan các tác phẩm. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Và sau khi cắt băng khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh, các đồng chí đại diện cho ban lãnh đạo địa phương cũng như là hội trung ương hội sinh vật cảnh Việt Nam, hội sinh vật cảnh thành phố Hà Nội cùng nhau đi thăm triển lãm. Anh em một kiểu ảnh nhá.
các bạn đã có những bức ảnh kỷ niệm khi thăm triển lãm Đồng Hành Khúc ạ. Tác phẩm Đồng Hành Khúc. Vâng, Đồng Hành Khúc rất ý nghĩa. Khúc là và không khí thật là nóng bỏng, rất là đầm ấm trong một cái không gian triển lãm rộng mở của cây cảnh nghệ thuật Đồng Hành như thế này. Và chương trình cắt băng khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Nhờ đúng chuyên gia luôn nhá. Chị có chụp không? Dạ. Chị có chụp không? Vâng, em thế có. Đi vào đi, đi vào đi. Dạ. Vào chụp đi. Đây là đội khác à? Vâng. Cho mọi người nhờ mình chụp. Đây là anh kia này. Chưa được kiểu. Dạ, dạ, dạ. Đây để em vào chụp sau nhá. Và anh em chúng tôi gặp gỡ nhau và chung vui với một mâm tiệc tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh, gồm có các anh đến từ Ba Vì, Sơn Tây. Vâng, và anh em mình nâng cốc lên nhá. Làm cái để quay kết cho nó. Ok, có nâng cốc lên nữa không? Được. Bên Ba Vì. Ai đứng lên để quay cái cho nó. Rồi nâng cốc chúc mừng triển lãm Đông Anh và chúc sức khỏe các anh. Hô bây giờ, hô bây giờ. Uống đi xong chung tay vào giữa ô hô. Anh đây là hình ảnh chung trong một cái màn tiệc trưa ngày 28 tháng 12 2023 tại trại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh. Và một không khí rất hoành tráng với nhiều những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của các chị rất cao. Trong sân còn nhiều, còn hết.